Chào mừng các bạn đã trở lại bản tin chuyển nhượng của ngày đầu tiên trong tháng 12 của kênh bình luận viên Anh Quân News. Hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn điểm qua toàn bộ những thông tin chuyển nhượng nóng hổi nhất của những tờ báo hàng đầu thế giới. Cùng bắt đầu thôi. Dù mới chuyển đến Bundesliga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Luis Openda đã và đang liên tục gây ấn tượng dưới màu áo của RB Leipzig. Mới đây, chân sút người Bỉ còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với cú đúp vào lưới Man City tại Champions League, nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được trên mọi đấu trường lên con số 13. Hiển nhiên phong độ bùng nổ kể trên đã giúp Openda lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn. Và theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, tiền đạo 23 tuổi thực sự có được mong muốn chơi bóng tại Premier League. Ký giả người Ý cho biết, đây là một giải tuyệt vời đối với Luis Openda tại RB Leipzig. Và như tôi đã đưa tin vào đầu tuần này, cậu ấy có một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro, song nó chỉ có hiệu lực vào năm 2025. Còn quá sớm để đề cập đến các câu lạc bộ quan tâm đến Openda, nhưng hoạt động tuyển trạch đối với cậu ấy vẫn diễn ra bình thường và việc chuyển đến Premier League luôn là ước mơ của cầu thủ này. Theo nguồn tin từ Rudy Galetti, đội chủ sân Saint-Gem Park muốn sở hữu Sehu Gurasi ngay tháng giêng này. Chân sút 27 tuổi vừa chỉ mới chuyển đến Stuttgart từ Stade Rennes hồi hè với mức giá là 9 triệu euro. Sau một mùa thi đấu tại đây theo dạng cho mượn, trong năm thứ hai chơi ở giải vô địch quốc gia Đức, anh đã thể hiện khả năng săn bàn đáng nể. Chứng kiến Gurasi liên tục lập công, nhiều đội bóng lớn đã lên kế hoạch chiêu mộ anh. Một số đồn đoán cho rằng Gurasi muốn chuyển đến Premier League thi đấu để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Anh hiện cũng đã lọt vào tầm ngắm một số đội bóng lớn tại đây, trong số đó có Newcastle United, trích trẻ cần nâng cấp chất lượng hàng tiền đạo. Dù đang sở hữu một Alexander Isak nhạy bén, tuy nhiên cầu thủ người Thụy Điển khá nhạy cảm với chấn thương, trong khi đó Callum Wilson đã luống tuổi và nhiều khả năng sẽ ra đi ngay trong tháng giêng. Chính vì thế họ muốn xúc tiến một cuộc đàm phán chiêu mộ Gurasi càng sớm càng tốt. Được biết ngôi sao 27 tuổi có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 17,5 triệu euro. Đây sẽ là cơ sở để Newcastle đưa anh về Saint-Gem Park. Liverpool chuẩn bị cạnh tranh với Tottenham về việc ký hợp đồng với tài năng trẻ Bilal Encarnous của Gang. Ngôi sao 19 tuổi này là một trong những cầu thủ trẻ nhất tại World Cup 2022 ở Qatar, khi anh có lần ra mắt quốc tế trong trận tranh hạng 3 của Maroc trước Croatia. Nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ trẻ này đã thu hút sự chú ý của Tottenham Hotspur cũng như Liverpool. Các câu lạc bộ được cho là sẽ phải trả giá ít nhất 18 triệu euro. Encarnous hiện có hợp đồng kéo dài đến năm 2027 nên vẫn còn phải xem anh sẽ ở lại câu lạc bộ chủ quản bao lâu trước khi thực hiện một bước chuyển lớn. Gia đình và cũng là người đại diện của Encarnous, điều đó có nghĩa là câu lạc bộ sẽ buộc phải đưa ra đề xuất tốt nhất có thể nếu họ muốn ký hợp đồng với cầu thủ trẻ này trong tương lai. Nhưng với những cái tên như Javi Elias, Stefan Bacetic và Fabio Cavanho, Liverpool đang cho thấy chính sách chiêu mộ những tài năng trẻ tốt hơn Spur và đó có thể là một điểm cộng giúp đội chủ sân Anfield vượt qua Tottenham. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Arsenal đang tiến hành theo sát những hậu vệ cánh phải tiềm năng, bởi họ đã lên kế hoạch nâng cấp vị trí này vào năm 2024. Romano xác nhận một trong những cái tên đang được pháo thủ nhắm đến lúc này là Jeremy Frimpong. Frimpong đã ghi 4 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo chỉ trong 12 trận đấu ở Bundesliga mùa này từ vị trí hậu vệ công biên phải. Frimpong có số pha kiến tạo đứng thứ 3 ở Bundesliga và số bàn thắng cũng giúp anh đứng ở vị trí thứ 18. Ký giả người Ý cho biết, Arsenal đã cử thuyền trạch viên theo dõi Jeremy Frimpong như đã đưa tin ngày hôm qua và hậu vệ cánh phải chắc chắn là một trong những vị trí mà họ đang cân nhắc củng cố. Đó không phải là một thương vụ sắp sửa diễn ra, nhưng Arsenal đang theo dõi chặt chẽ các hậu vệ cánh phải với tầm nhìn cho năm 2024. Chúng ta sẽ phải chờ xem những cái tên cụ thể là ai, nhưng tôi thì vẫn cho rằng João Cancelo là một trong những người giỏi nhất ở vai trò đó. Cậu ấy là một món hời cho Barcelona mùa này. Mauricio Pochettino đến Chelsea trong kỳ vọng lớn. Ông đã làm không tồi Stamford Bridge dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là một tập thể đầy trẻ trung. Nhưng vị trí trên bảng xếp hạng của The Blue cho đến nay đã không được cải thiện. Pochettino rõ ràng đang chịu áp lực lớn, cũng đã xuất hiện những mâu thuẫn của ông với ban lãnh đạo của đội bóng. Những lời bàn tán xung quanh tương lai của cựu thuyền trưởng Tottenham đã xuất hiện. Mới đây, vị chiến lược gia người Argentina buộc phải theo dõi thất bại thảm hại của The Blue trước Newcastle United từ khán đài. Đó là trận đấu mà các học trò của ông có màn trình diễn kém ấn tượng nhất trong mùa giải này. Chelsea hoàn toàn có thể chia tay Pochettino nếu thành tích của đội bóng tiếp tục trì trệ trong thời gian tới. Và Marc Allegri được cho là ứng cử viên lâu dài cho công việc ở Stamford Bridge. Cơ hội bổ nhiệm vị trí lực gia người Ý đã đến với The Blue sau khi quý ông 56 tuổi này từ chối cam kết tương lai với câu lạc bộ hiện tại là Juventus.
Thomas Müller đã dành toàn bộ sự nghiệp cho gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich. Tuy nhiên, cơ hội ra sân ở đội 1 của anh bị hạn chế trong mùa giải này. Müller chỉ có 4 lần ra sân từ đầu ở Bundesliga mùa này, với trận đầu tiên ở UEFA Champions League, đến khi Bayern Munich bị Copenhagen cầm hòa không bàn thắng mới đây. Hợp đồng hiện tại của Müller tại sân Allianz Arena sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, và tờ Metro đưa tin anh khó có thể ký hợp đồng mới. Man United nằm trong số những câu lạc bộ được cho là sẵn sàng đề nghị ký hợp đồng với Müller vào mùa hè tới. Huấn luyện viên Erik Ten Hag rất ngưỡng mộ đẳng cấp của tuyển thủ người Đức. Tương lai của Müller vẫn chưa có gì chắc chắn, và khi được hỏi về khả năng gia hạn hợp đồng, anh cũng thừa nhận rằng hãy chờ xem, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề theo thời gian. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thì cho hay, tất nhiên là chúng tôi muốn cậu ấy trong đội hình. Müller có một nền tảng thể lực tốt, ham muốn tập luyện và thi đấu. Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá hàng đầu, tại sao Müller không nên tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất? Dẫu vậy, với tuyên bố của Müller, Man United rõ ràng là có cơ hội để sở hữu cầu thủ này. Chia sẻ trên trang X cá nhân, nhà báo David Ornstein cho biết Tomiyasu sắp được tưởng thưởng một bản hợp đồng mới. Ornstein viết, Arsenal đang đàm phán với Takehiro Tomiyasu về một bản hợp đồng dài hạn mới. Đề nghị cho cầu thủ 25 tuổi đã được gửi đi với kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong thời gian thích hợp. Sẽ gia hạn và cải thiện thỏa thuận hiện tại. Tới năm 2025 cùng tùy chọn thêm 12 tháng. Tomiyasu là một cầu thủ khá đa năng. Tại tuyển Nhật, anh chơi ở vị trí trung vệ. Nhưng tại Arsenal, Mikel Arteta sử dụng anh ở cả hai cánh. Trong thời gian qua, một số ông lớn đã theo dõi Tomiyasu. Nhiều nguồn tin tiết lộ Bayern Munich đang tìm kiếm một trung vệ mới sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Chalobah vào mùa hè. Họ đã đặt vấn đề với Tomiyasu, nhưng ưu tiên của cầu thủ này vẫn là tiếp tục gắn bó với pháo thủ. Kể từ đầu mùa giải, Tomiyasu đã có 2 kiến tạo ở Champions League sau 304 phút thi đấu. Ở đấu trường quốc nội, cầu thủ người Nhật cũng đã bỏ túi một bàn thắng và có 11 lần ra sân. Tờ Marca cho hay giám đốc thể thao Real Betis Ramon Planes đã nhấn mạnh rằng câu lạc bộ đang làm mọi thứ để giữ tiền vệ ngôi sao Guido Rodriguez, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Manchester United và Barcelona đang quan tâm tới cầu thủ người Argentina. Tương lai lâu dài của cầu thủ 29 tuổi với câu lạc bộ La Liga được cho là không chắc chắn khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Nhà vô địch World Cup 2022 cùng Argentina đã ra sân 17 lần trong mùa giải này cho Betis, đội hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga và đứng đầu trong bảng đấu tại Europa League của họ. Những đột đoán về tương lai của Rodriguez đang tràn lan khi tiền vệ này có thể đồng ý ký hợp đồng trước với một câu lạc bộ nước ngoài vào tháng 1 nếu anh không cam kết tương lai với Betis. Trong khi đó, Manchester United được cho là đang chuẩn bị cạnh tranh với gã khổng lồ xứ Catalan để giành chữ ký của Rodriguez, và họ đang cân nhắc đưa ra lời đề nghị trong năm mới. Tuy nhiên, giám đốc Planet của Betis vẫn không từ bỏ hy vọng thuyết phục Rodriguez gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Tây Ban Nha. Phát biểu với Radio Marca hôm thứ Ba, Planet cho biết, tôi luôn nói rằng có hai phần. Phần mà chúng tôi có thể tác động là làm mọi thứ để Guido có thể tiếp tục ở Betis. Một bằng chứng nữa là anh ấy đến đây hôm nay với tư cách là đội trưởng của đội. Anh ấy thấy rằng câu lạc bộ có một dự án và chúng tôi muốn anh ấy ở đó. Và đó cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Và đừng quên cập nhật các thông tin hấp dẫn nhất của bóng đá thế giới trên hệ thống các kênh của Bình luận viên Anh Quân.